thể anh em đã từng thấy các loại ổ khóa như này rất nhiều, rất tiện dụng nhưng đôi khi lại quên mất mật khẩu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà thợ khóa hay sử dụng để mở ổ khóa kiểu này trong nháy mắt. Đầu tiên, ổ khóa này như các bạn đã thấy nó có 4 vòng mã, một vòng mã số có 9 số. Nếu quay tổ hợp để hết toàn bộ số có thể sinh ra mất rất nhiều thời gian. Vì vậy chúng ta sẽ không làm theo cách đó. Đầu tiên chúng ta sẽ kéo gọng ổ khóa hướng mở ra và luôn luôn giữ lực kéo này ổn định. Chúng ta sẽ quay các vòng số và cảm nhận được sự khác biệt. Các vòng mã số khi quay sẽ có một mã số nào đó bị kẹt lại và khó xoay hơn các mã số còn lại. Làm lần lượt như vậy đối với các vòng mã. Sau một thời gian ngắn với sự kiên trì, bạn chắc chắn sẽ mở được loại ổ khóa này. Chú ý với anh em là tất cả các kỹ năng này nếu muốn làm nhanh cần đòi hỏi sự tập luyện thường xuyên. Vì vậy chúng ta sẽ không mở nhanh như thợ sửa khóa được. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn quan tâm đến những mẹo hay khác, hãy đừng ngần ngại bấm đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.